Và thưa đại chúng, thời Đức Phật ấy, có rất nhiều tấm gương những người đệ tử mà thánh đệ tử, tức là đệ tử mà những vị này là bậc thánh, họ sống rất là đầy đặn. Thầy lấy ví dụ như là bà Visakha đấy, nhân ngày phụ nữ Việt Nam vào, thầy nói là bà Visakha là nữ thánh đệ tử. Bà sống rất là đầy đặn về tình ấy, thì bà rất là đầy đặn. Bà sống với cha mẹ, đẻ cha mẹ chồng, với anh em ruột thịt, với bạn bè lối xóm, trên dưới tất cả bà đều rất là đầy đặn, rất là tốt, không ai có thể chê được vào đâu. Đó, thưa đại chúng, cư xử như vậy. Thế và bà hay thế này này, chính bà ấy là lấy chồng vào một cái gia đình nhà chồng là hoàn toàn là theo ngoại đạo, không phải theo Phật giáo. Gia đình nhà chồng lúc đầu cực kỳ là khó khăn, nhất là ông bố chồng với bà ấy. À, thế nhưng mà sau đó với tất cả cái tấm lòng chân thành và cái tình cảm mà bà chuyển hóa được cả gia đình nhà chồng, nhất là ông bố chồng sau này ông giác ngộ được Phật Pháp, và ông bố chồng này cũng chứng được sơ quả. Và ông bố chồng nó gọi cô con dâu, tức là gọi bà Visakha là mẹ. Ông gọi bà là mẹ luôn đấy, quý đến như vậy cơ. Vì nhờ bà ấy mà ông được sinh ra trong Phật Pháp, cho nên ông nó gọi bà Visakha là mẹ luôn đấy, mẹ trong Phật Pháp luôn đấy. Thế cơ mà. Vì bà này bà rất là uy đức, rất là giỏi đấy, đó. Và bà là một vị thánh cư sĩ. Mà đã là vị thánh cư sĩ thì đại chúng biết bà không có ái luyến riêng tư gì cả à, nhưng mà tình cảm mà sống rất đầy đặn. Thế chúng ta nhớ, cho nên nếu có trí tuệ, được học Phật Pháp có trí tuệ, chúng ta sống ở đời vẫn rất là nghĩa tình, phải không? Vẫn đầy đặn mọi cái mà còn đầy đủ mà, nhưng chúng ta lại không bị vướng mắc, không bị trói buộc, không bị khổ. Cái này mới là cái đặc biệt này. Còn cái tình phàm thế gian, tuy nó là thiện pháp, cái sống biết yêu thương nó là thiện pháp, nhưng cái đó nó vẫn còn trói chúng ta trong luân hồi sinh tử, thưa đại chúng. Thế cho nên Phật Pháp là muốn đưa chúng ta vượt qua cái tầm này, phải nâng cái tầm của cái tình này lên. Cái tình này phải được soi sáng bởi trí tuệ, nó trở thành cái lòng từ bi, cái tình cảm từ bi, thì cái đấy nó lại không làm khổ chúng ta, không làm khổ mình và không làm khổ chúng sinh. Đó, nhé. Thì bạn này bạn nói là liệu rằng con chó nó có được siêu thoát không và nó có chết oan không? Thế thì Thầy xin thưa với bạn rằng là con chó này nó có được siêu thoát lên cõi giới lành hay không là tùy thuộc vào nghiệp của nó. Và chúng ta biết hầu hết chúng sinh trong ba đường ác là súc sinh, ngã quỷ và địa ngục thì đều là trả nghiệp là chính. Chúng sinh mà rơi vào ba cái đường này là hầu hết là trả nghiệp hoặc là tạo ác nghiệp tiếp thôi, chứ còn rất hiếm khi chúng sinh trong ba đường này tạo tác được nghiệp lành. Cho nên ba cõi này gọi là ba cõi khổ. Cõi khổ là cõi trả nghiệp mà. Trong lúc trả nghiệp thì rất ít khi tạo được cái nghiệp lành, rất ít, vì nó trả những cái nghiệp dữ nhiều. Rồi nó lại thường trong khi tạo trả nghiệp dữ lại tạo thêm nghiệp ác. Đấy thưa đại chúng, ví dụ một đời con mèo nó sẽ bắt biết bao nhiêu con chuột, một đời con sư tử ăn biết bao nhiêu các con thú khác. Đấy nó tạo những ác nghiệp, thưa đại chúng, cứ gây kết oán với nhau. Chúng sinh trong ba đường ác này vừa trả nghiệp ác lại vừa tạo nghiệp ác là nhiều, mấy khi mà nó tạo được nghiệp lành đâu. Đó, thế cho nên ở đây nói con chó này nó bị chết oan thì thầy nghĩ chắc là không phải, nó chỉ là trả nghiệp thôi. Con chó này nó đang trả nốt cái nghiệp của nó, nghe không? Tất nhiên trong kinh Phật thì cũng có nói đến một số các con vật thuộc ba đường ác này, nó là súc sinh đấy, nhưng nó cũng biết tạo nghiệp lành. Trong kinh Pháp Cú kể câu chuyện một con chó, nó biết chỉ đường, nó biết dẫn đường cho một vị tỳ kheo, một vị này là chứng quả Bích Chi Phật rồi đó. Dẫn đường cho một vị thầy tu này, và sau đó thì con chó này chết, nó được sinh thiên, nghe không? Thế rồi là có những con khỉ á, nó đắp những cái tháp bằng đất, nó bắt chiếc một thầy tỳ kheo, thầy xây cái tháp thì nó cũng lấy đất để nó đắp mấy con khỉ này, nó bắt chiếc nó đắp cái tháp, rồi nó cũng đi nhiễu tháp giống ngài. Và do cái tâm lành ấy mà khi nó bỏ thân khỉ, nó được sinh lên trời làm chư thiên. Thì đấy là cũng có những con vật nó ở đường ác nhưng mà nó có thể tạo được những cái nghiệp lành.
thưa đại chúng nhé. Nhưng mà cái số này không phải nhiều, ít lắm, rất là ít thôi. Hầu hết chúng sinh trong ba đường ác là đang trả nghiệp là chính. Chúng sinh trong địa ngục thì chỉ có trả nghiệp mà thôi, không tạo được cái thiện pháp nào hết ấy. Và chúng sinh trong ngã quỷ thì cũng có thể có một số tạo được thiện nghiệp. Chúng sinh trong súc sinh thì một số có thể tạo được thiện nghiệp nhưng rất là ít, còn hầu hết là trả nghiệp đó. Thế nên bạn ấy hỏi là con chó này nó có siêu thoát không và nó có phải chết oan không, thì thầy nói là nó siêu thoát hay không thì chưa biết, tùy theo cái nghiệp, tiền nghiệp của nó. Thứ hai là nó chết oan thì chắc không phải chết oan đâu, nó trả nốt cái nghiệp đấy. Thế rồi bạn hỏi tiếp là nếu con muốn cầu cho nó siêu thoát khỏi kiếp chó thì con phải làm sao? Đương nhiên chúng ta biết rồi, con chó cũng là chúng sinh mà. Khi nó bỏ thân, nếu chúng ta muốn cầu cho nó vẫn được, chúng ta có thể tác phước để hồi hướng cho nó được hết. Nó cũng là một chúng sinh thôi, cho nên bạn có thể là cúng dường tam bảo, rồi chư tăng chú nguyện hồi hướng phước báu cho con chó này vẫn được hết, thưa đại chúng. Và nó vẫn nhờ cái phước này có thể nó sẽ được tái sinh vào cái cõi giới lành hơn, tốt hơn nhé. Cho nên cái việc mà cầu siêu cho con vật là vẫn có, không phải không, hồi hướng phước báu cho nó là có. Vì con vật ấy nó vẫn có thể nó bỏ thân rồi nó tái sinh vào cõi ngã quỷ, cõi này cõi khác, ta vẫn có thể hồi hướng phước báu cho nó được. Bạn hỏi tiếp là bạn, con chưa có con, liệu con yêu thương nó thế này nó có siêu thoát làm con của con được không hả thầy? Nghe không đó. Ở đây thì thầy xin trả lời với bạn Nguyễn Hà thế này: nếu mà bạn thì có tâm ái luyến nó như thế này mà nó lại cũng có tâm ái luyến với bạn nữa, nhưng mà nó phải có đủ phước duyên để được sinh làm người cơ, chứ mình chưa biết bỏ thân chó này có được làm người không. Nếu nó có phước duyên làm người và cả nó và bạn đều có cái tâm ái nhau thì cũng rất có thể sinh làm con của bạn, hoặc là có thể sinh làm thân quyến ở trong thân quyến, trong họ hàng trong của mình, hoặc có thể sinh là ở gần hàng xóm của mình đấy. Ở đây chúng đã nghe một cái câu chuyện mà có một bà cụ, bà rất mong có đứa cháu nội đích tôn. Thế thì bà lúc bà già rồi thì anh con trai mới sinh được đứa cháu nội đấy, và bế đứa cháu nội đến trước mặt bà. Bà thích lắm, nắm tay đứa cháu. Sau bà nắm được tay đứa cháu xong thì bà tắt hơi thở và ra đi. Thì đại chúng biết không, sau khi bà chết là thần thức của bà ấy, cũng vì ái luyến đứa cháu mà nó tái sinh ngay vào con của cái anh hàng xóm, và sau đó sinh ra là một cô con gái. Và cô con gái này thì rất là thích cái cậu bé trai kia mà ngày xưa chính là cháu của bà đấy. Và lớn lên hai người lấy nhau, cho nên trong kinh Phật mới nói là cháu lấy bà. Thì đại chúng thấy sợ không? Đấy, luân hồi nó thế đấy, vì cái tâm ái luyến ái, luyến ái quá cho nên sinh ngay làm ở hàng xóm cho nó gần. Thế rồi là ra gặp nhau là yêu mến, nhưng mà cái vì nó là cái tình nó lẫn lộn, nó không biết là đây là tình cảm ngày xưa là bà cháu, nó chỉ là cái tứ yêu thích nhau thôi. Thưa đại chúng, thấy đại chúng thấy có sợ? Cho nên chúng ta thấy cái luân hồi này nó làm chúng ta rất là sợ. Cái câu chuyện mà cháu lấy bà phải không, rồi là con đập ra cha đấy, trong kinh Phật nói đấy. Luân hồi mà rất là đáng sợ, cho nên luân hồi nó thực sự là nhiều cái lỗi lầm lắm đó. Vậy cho nên ở đây bạn thì bạn nói là liệu con chó này có thể tái sinh làm con của bạn được không? Thầy thì thầy khuyên bạn không nên mong cái điều này. Vì sao? Vì bạn thấy biết con chó này sống với bạn mới có một chút chút thế thôi đã làm bạn khổ đau đến như thế này rồi, thì tức là biết rằng bạn với nó không phải là thiện duyên. Đại chúng hiểu không nào? Mình tự nhìn mình biết nó đến với mình và nó làm khổ mình rất nhiều, là biết nó với mình không phải thiện duyên với nhau đâu. Nhiều khi là ác nghiệp làm khổ nhau, nó làm con vật nó còn khổ mình, thì huống hồ sau này nó làm con mình. Đại chúng, trong kinh Đức Phật nói nhiều khi có những đứa con đó, trong tiền kiếp ấy, nó với mình ấy, mắc nợ nhau, cho nên nó sinh đến làm con mình để đòi nợ mình. Nó đòi nợ mình, nó sinh ra nó rất là đẹp đẽ, xinh xắn, tức đại chúng. Nhưng mà mấy tuổi nó lăn ra nó mất, nó chết, làm cho cha mẹ sầu khổ vô cùng.
Trong kinh Phật đã nói đến cái điều này, nghe không? Làm khổ mình. Thế cho nên Thầy khuyên bạn là không nên cầu mong cho con chó nó tái sinh làm con mình, mà để tùy duyên, chưa hẳn đã là cái duyên tốt đâu. Vì nó mới là con chó nhỏ thôi, nó đã làm bạn rất là khổ rồi. Thì khi mà nó mà tái sinh làm con mình có khi còn khổ nữa. Đấy, cho nên đấy là cái điều thì Thầy khuyên nhé. Và bạn hỏi làm cách nào để con bớt đau khổ và bớt thương nhớ đứa con bé bỏng ấy của con được Thầy ơi. Đại chúng thấy không? Đấy, có một con chó mà nặng lòng đến như vậy. Thế vì bạn này chắc là bạn chưa học Phật Pháp nhiều, hoặc là chưa học Phật Pháp. Cho nên Thầy thì Thầy nói thế này, tất nhiên ấy, mọi cái nỗi đau ấy, thời gian nó cũng sẽ nguôi ngoai đi thôi. Mà, nhưng Thầy khuyên bạn nên dành thời gian tìm hiểu và học Phật Pháp đi nhé. Thì Phật Pháp luôn luôn là diệu dược để giải khổ chúng sinh. Nếu mà bạn tinh tấn thì có thể hết hẳn khổ đau đó. Đó. Cho nên Phật Pháp gọi là gì? Là con đường thoát khổ cho chúng sinh là như vậy. Nhưng bạn học Phật Pháp, bạn hiểu được lời Phật dạy, biết rõ ái là khổ. Cho nên mình có tình cảm, vẫn tình cảm, nhưng biết rằng nó sẽ phải vô thường thôi. Cũng giống như các thầy bây giờ, các thầy cũng vẫn sống có tình với mọi người. Không những có tình mà rất có tình, phải không? Nhưng mà Thầy cũng hiểu được mọi cái nó sẽ chỉ là duyên hợp, mọi cái nó sẽ là vô thường. Cho nên ý, có tình mà không bị khổ. Thế Thầy mới nói là cái tình nó được chuyển hóa là như vậy. Nó sẽ trở thành cái thứ từ bi. Mình sẽ làm sao, nghĩ làm sao để giúp cho mọi người cùng giác ngộ, mong cho mọi người cùng giác ngộ, chứ không bị cái tình ái luyến nó trói buộc nữa, thưa đại chúng. Nên mà Phật tử chúng ta tu học Phật thì phải vươn tới cái chỗ này. À, vươn tới cái chỗ này, chứ không phải chúng ta cứ sống mãi trong cái ái tình thế gian, nó sẽ làm chúng ta đau khổ dài dài và luân hồi mãi mãi đó. Đấy thì Thầy khuyên bạn Nguyễn Hà nhé, sẽ lên đi học Phật Pháp đi. Và những cái điều Thầy nói vừa rồi là những cái điều Thầy chia sẻ với bạn để mong bạn thực hành nó, để cho bạn bớt khổ và bạn làm được những cái phúc để hồi hướng cho chính con chó của bạn nó được tốt hơn nhé. Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ nick Facebook của bạn Hồng Cường. Thầy ơi, con rất thích nghe Thầy giảng. Bản thân con là một người phụ nữ bất hạnh. Cha mẹ con ly hôn từ khi con mới được 3 tháng tuổi. Mẹ con bị bệnh tâm thần, bố con đi lấy vợ khác, không nuôi nấng hay có trách nhiệm gì với con. Năm nay con đã có gia đình và có 2 cháu. Chồng con là người vũ phu cả về lời nói lẫn hành động. Chồng con chửi mắng con hàng ngày, hầu như ngày nào cũng chửi. Chồng con sỉ nhục con, lăng mạ con bằng những từ thô tục, dùng từ ngữ như những kẻ vô học và thiếu đạo đức. Con đã nhiều lần nhỏ to khuyên bảo nhưng chồng con không thay đổi. Con rất muốn bỏ chồng, nhưng nghĩ đến các con của con nó phải chịu cảnh cha mẹ ly tán như con trước đây thì con lại không làm được. Mong Thầy cho con xin lời khuyên là con phải làm gì để chuyển hóa tính nết của chồng con ạ? Và nếu chồng con không thay đổi thì con có nên ly hôn để giải phóng cho bản thân không ạ? Vì con sống cái cảnh thế này con khổ quá Thầy ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Đó, đây câu hỏi của bạn Hồng Cường, rất là thương tâm, đại chúng thấy không? Cái tình trạng mà bạo hành gia đình bây giờ cũng rất nhiều. Thế và bạn Hồng Cường này ở trong cái gia đình ông chồng rất là tệ. Ở đây thì bạn ấy chưa nói thế là ông đánh, nhưng mà ông chửi rủa, nghe không? Lăng mạ, nhục mạ bạn ấy rất là nhiều, rất là khổ tâm. Và hoàn cảnh bạn này thì cũng đã khổ rồi, sinh ra thì mới 3 tháng tuổi thì mẹ thì tâm thần, rồi bố mẹ bỏ nhau, không quan tâm. Đó. Đó. Bố lấy vợ khác cũng không có trách nhiệm gì. Thế rồi bạn chắc lớn lên với lại cả ông bà chắc. Cho nên là bây giờ thì có chồng, có 2 con rồi, nhưng người chồng thì đối xử với bạn ấy rất là tệ như vậy. Bạn rất là khổ tâm, muốn bỏ chồng nhưng mà lại nghĩ các con nó chia ly, nó không có cha, thiếu cha, thiếu mẹ. Cho nên là bạn ấy không đành. Bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Thầy xin chia sẻ với bạn Hồng Cường thế này. Đầu tiên là Thầy rất thông cảm với bạn và chia sẻ cái nỗi khổ của bạn.
Đó. Nhưng mà về Phật pháp thì có cái nhìn nhận để bạn Hồng Cường cũng nên phải suy nghĩ nha. Thứ nhất ý, Đức Phật thì nói rằng con người chúng ta sinh ra đời này ai cũng có chính báo và y báo. Chính báo là cái thân tâm của chúng ta gọi là chính báo, và hoàn cảnh của chúng ta là y báo. Hoàn cảnh của chúng ta là có gì? Có người thân của mình là cha, là mẹ, anh em ruột thịt, là vợ, là chồng, là con cái, là hàng xóm của mình đấy. Đấy là y báo của mình đấy. Những người xung quanh mình là y báo của mình đấy. Cảnh giới của mình đấy là y báo của mình đấy. Thế thì cái y báo này nó tùy thuộc vào chính báo. Chính báo tốt đẹp thì y báo sẽ tốt đẹp. À, đấy, cảnh giới của Đức Phật Dược Sư là cõi giới Tịnh Lưu Ly phương Đông. Cảnh giới của Đức Phật Di Đà là cõi giới Tây Phương Cực Lạc, vàng dòng bảy báu. À, đó. Cảnh giới thật của Đức Phật Thích Ca cõi Sa Bà này này, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy. Trong kinh Duy Ma Cật nói Đức Phật Thích Ca ấn chân xuống đất một cái lập tức cõi Sa Bà này trở thành một cái cảnh giới cực kỳ nhiệm màu. À, cũng bảy báu trang nghiêm, không khác gì cõi Cực Lạc cả. Đó. Đấy. Thế nhưng chúng ta thì là vì ác nghiệp mình không thấy được thôi. Đó. Thế thì ở đây ấy, Thầy xin chia sẻ với bạn Hồng Cường nha. Với cái hoàn cảnh của bạn thì bạn biết rằng không? Mình có một cái y báo nó không được tốt đẹp. Ngay từ lúc sinh ra bạn đã chứng nghiệm cái điều đó rồi. Mẹ bạn thì tâm thần, bố bạn thì bỏ đi, không ai chăm sóc bạn cả. À, rồi lớn lên thì bạn lấy chồng rồi, anh chồng thì lại tệ bạc với bạn như vậy. À, đó. Thế thì bạn phải nhận thức hôm nay thì Thầy nói thẳng để bạn phải thấy. Đối với Phật Pháp thì nhìn biết ngay đây là nghiệp báo của mình. Nghe không? Đó. Những cái nó xảy ra với mình là nghiệp báo của mình đấy. Quả khổ xảy ra với mình thì biết rằng cái nhân khổ mình đã gieo trước đó, bây giờ mình gặt quả. Thế còn những cái quả vui nó đến với mình thì mình biết rằng trước đó mình đã từng gieo những cái nhân thiện lành mà cái quả vui nó đến với mình. Ở thế gian thì người ta có câu là không duyên không nợ thì không thành vợ thành chồng. Nghe không? Cho nên vợ chồng đến với nhau có duyên có nợ. Họ nói sao? Nếu mà có nợ thì đến để hành nhau. Vợ chồng mà là cái nợ đến là hành nhau. Mà còn là duyên ấy thì đến để xây đắp cho nhau. Tất nhiên ấy, lời nói thế gian thì nó không phải hoàn toàn chính xác. Nghe không? Cái chữ duyên của Đạo Phật mình thì tất cả đều là duyên hết. Nghe không? Nhưng ở thế gian người ta nghĩ cái chữ duyên là cái gì đấy tốt lành. Nên là nếu mà có duyên đến với nhau là giúp nhau những cái điều tốt, làm cho nhau hạnh phúc, sung sướng. Thế mà Thầy cũng thấy có rất nhiều cặp vợ chồng suốt ngày đánh nhau, chửi nhau. Người ta gọi đánh chửi nhau như đập mẹt, nhưng mà không bỏ nhau được. Đó, không thể bỏ nhau được. Nó là vì cái nợ nó chưa hết. Đó. Trong kinh có kể câu chuyện bà Mặt Lợi Phu Nhân ấy. Bà đến thăm Đức Phật thì bà đi trên cái kiệu và có bốn cái vị người hầu nó khênh, là nam giới nó khênh. Thế khi mà hạ kiệu xuống rồi bà mới đi bộ vào để bạch Phật. Thế thì Đức Phật mới nói là bà mới đi là có bốn người thầy của bà. Thế bảo người thầy nào, ở đâu mà có bạch Thế Tôn? Thế Đức Phật nói chính bốn cái ông mà khênh kiệu cho bà đấy kiếp trước là thầy của bà đấy. Thế thì bà sợ quá, bà con bạch Thế Tôn thế là thế nào? Thế Đức Phật mới nói là bốn cái người khênh kiệu cho bà trong kiếp trước ấy cũng là bốn cái vị mà tu, nhưng mà cũng tu ngoại đạo. Bà thì rất chăm chỉ cúng dường cho các vị này. Thế bốn vị này cũng tu nhưng mà lôi thôi, chỉ ăn chơi thôi. Đó. Bà cúng cho họ thì bà có cái phước, nhưng bốn cái ông thầy này thì không tu hành gì cả, chỉ dối giả ăn chơi. Cho nên ý, kiếp này á, khi mà tái sinh ra thì được tuyển vào cung làm người hầu cho bà. Đấy, thế thì bà sợ quá, bảo ôi rồi nếu là thầy của con thì bạch Thế Tôn là con không dám đâu. Cái tâm bà rất là cung kính, bảo thôi thế để con ra con cho các vị về. Thế Đức Phật bảo nhưng mà các vị không về đâu. Đấy,
chưa hết nợ với bà không về được đâu. Thế bà ra bà nói thôi cho bốn vị được về, không có ở trong cung nữa, nhưng bốn vị cứ nằng nặc không về để xin hầu bà. Thế Đức Phật nói đấy là vì cái nợ trả chưa hết. Đây thưa đại chúng, những cái nợ nần, những cái oan trái nó như vậy đấy. Cho nên ở đời chúng ta nếu nhìn bằng con mắt của Phật Pháp thì thấy thực sự không có cái gì nó ra ngoài những cái nhân quả nghiệp báo này, thưa đại chúng. Không có cái gì ra ngoài. Vợ chồng, con cái, quyến thuộc, nó nằm trong cái nhân quả nghiệp báo này. Chúng ta phải nhìn với con mắt thế để chúng ta mới có trí tuệ, nó mới khai mở ra được. Thế còn chúng ta mà quên mất con mắt trí tuệ này thì chúng ta bị những cái phàm tình nó che lấp đi mất. Nó che lấp đi, nghe không? Vậy thì ở đây á, bạn Hồng Cường này á, bạn tự kiểm lại mình, tự nhìn lại cái hoàn cảnh của mình thì mình biết rằng mình tiền kiếp đã gây những cái nhân không tốt, nghe không? Mình chưa biết tu tập, chưa biết tu thiện, cho nên kiếp này mình đang trả cái nghiệp ác mà sinh ra trong gia đình như vậy, lớn lên lấy người chồng như vậy, vào hành khổ mình như vậy, mình đang trả cái nghiệp ác đấy nhé. Thế thì bây giờ làm sao? Bạn rất khổ tâm, bạn xin thầy lời khuyên, thì thầy khuyên thế này: bạn nhận định được như vậy, nghe thầy mà nhận định được như vậy thì bạn nên, đã mắc nợ thì phải trả nợ, Đức Phật gọi là trả nợ nghiệp đó, chứ ta không nên trốn nợ. Mà vì trốn thì ta không hết, trốn nợ thì vẫn còn mắc nợ, không hết đâu. Đó, không hết. Nếu cái người còn cái nghiệp này này thì trốn chỗ này thì lại cái nợ chạy theo sang chỗ khác. Nói như vậy đấy. Cho nên thầy nói giống như con sâu gióm á. Nó đi đâu lũng kêu, mọi người cứ hắt hủi tôi, ghét tôi. Nó, người này hắt nó lại chạy sang người khác lại hắt nó đi. Vì sao? Vì cái bộ lông sâu gióm của nó vẫn còn, chưa hết. Thì tự nhiên là không ai muốn gần nó cả. Cũng vậy, mình còn có cái nợ, còn có cái nghiệp. Ở đây thầy nói là còn cái nghiệp bị hắt hủi và cái nghiệp bị hành khổ này mà chưa trả hết, thì mình có đến với người khác cũng sẽ lại bị như vậy. Đến một thời gian người khác lại sinh đúng cái tâm như vậy, thưa đại chúng. Nó thế đấy. Cái này thì chỉ có cái nhìn của Phật Pháp mình mới thấy được như vậy thôi. Đó. Thế cho nên thầy khuyên bạn là bạn nên nhẫn chịu nhé, nên nhẫn. Nên nhẫn với hoàn cảnh này đi đã, và phát nguyện tu tập Phật Pháp. Đó. Thầy khuyên bạn là ngay lập tức bạn có thể đi phát nguyện quy Tam Bảo, đến chùa phát nguyện quy Tam Bảo và tu tập sám hối cái nghiệp chướng của mình. Nghe không? Nếu mà bạn khéo tu tập ấy, thì thầy rất tin là nó sẽ chuyển. Và những cái câu chuyện chuyển nghiệp của chùa chúng ta do tu tập theo chính pháp ấy, rất nhiều người được chuyển nghiệp rồi, và chuyển cả nghiệp của gia đình luôn, chồng con thay đổi. Bạn có thể vào cái trang Cảm Nhận Hạnh Phúc đó, trang Cảm Nhận Hạnh Phúc của câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng đấy, xem rất nhiều những câu chuyện do tu tập mà gia đình chuyển nghiệp, chồng thay đổi, con thay đổi, tốt lên đó. Nên vấn đề ở đây là bạn phải biết tu tập, mà tu tập khéo, ở đây thầy gọi là khéo tu tập. Mà muốn khéo tu tập thì mà mình còn ngỡ ngàng thế này thì chưa biết đâu. Vậy thầy khuyên bạn cũng nên liên hệ với các Phật tử, các đạo tràng của chùa, hoặc là vào đăng ký vào đạo tràng, xin vào đạo tràng để được các bạn đạo hỗ trợ hướng dẫn mình tu tập, và họ yểm trợ cho mình thì mình sẽ tu tập nó đúng và nó tốt, nó sẽ chuyển hóa tích cực. Thế còn nếu bạn đường đột bạn học thì rất là khó, vì Phật Pháp bây giờ không biết học từ chỗ nào, cho nên bạn có thể liên hệ với Phật tử của chùa. Ở đây thì bạn này không nói là bạn ở đâu để thầy giới thiệu, nhưng bạn nên liên hệ với Phật tử của chùa để mà được học Pháp và được tu tập thì nó sẽ rất là tốt và sẽ chuyển hóa. Và thầy rất là tin với cái quyết tâm của bạn, bạn tu tập tinh tấn thì bạn sẽ chuyển được nghiệp nhé. Thì thầy chúc bạn cố gắng nha, cầu nguyện duyên lành đến với bạn. Câu hỏi từ Phật tử tên là Nguyễn Hà. Câu hỏi thế này: con kính bạch thầy, con xin thầy cho con lời khuyên vì con đang rất đau lòng và cảm thấy không có nơi nương tựa.
chuyện là con vừa mất đi một con chó nhỏ. Tất cả là do con trông chừng không cẩn thận để nó bị xe cán qua. Giây phút lìa xa ấy, con như muốn vỡ vụn tim. Con đau lòng lắm, Thầy ạ, nó chết mà không nhắm được mắt. Thầy ơi, liệu rằng nó có được siêu thoát không ạ? Nó chết oan quá, Thầy ơi. Thầy cho con biết, con muốn cầu cho nó siêu thoát khỏi kiếp chó thì con phải làm sao ạ? Con chưa có con, liệu con yêu thương nó thế này, nó có siêu thoát làm con của con được không Thầy? Con suy sụp và đau lòng lắm, Thầy ạ. Làm cách nào để con bớt đau khổ và bớt thương nhớ đứa con bé bỏng ấy của con được, Thầy ơi? Đại chúng rõ câu hỏi của bạn này chưa? Câu hỏi được Ban Văn hóa chuyển cho Thầy, nghe không? Của bạn Nguyễn Hà. Đây, bạn này là một bạn nữ. Thì Nguyễn Hà nói là con chó con, thì chó con thì chắc là cũng mới nuôi thôi, phải không? Nhưng mà rất là quý, bạn Hà thì rất là quý nó. Thế và trông chừng nó thế nào để cuối cùng xe nó cán chết. Nó chết, nó không nhắm được mắt. Cho nên bạn này rất là xót thương và nghĩ nó chết oan, rồi bây giờ muốn cầu siêu cho nó thì làm sao? Thế và bạn nghĩ là bạn yêu quý nó thế này, liệu nó có thể sinh làm con của bạn ấy được không? Đó, nghe không? Đấy thì đại chúng thế. Trước hết ấy, thì Thầy cũng rất là trân trọng cái tình cảm của bạn này đối với cái con vật nuôi của mình, nghe không? Nhưng mà chúng ta cùng nhau phân tích để trả lời cái câu hỏi này của bạn ấy dưới góc độ Phật Pháp nữa vào. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện sinh tử là lẽ đương nhiên của muôn loài vạn vật, phải không? Chẳng phải là con vật, con người chúng ta đây cũng phải sinh, phải tử. Mà chúng ta biết rồi, tử thì có phải ai cũng giống ai đâu. Có những người chết rất là an lành, chết ở trên giường, ở trong nhà, xung quanh có người thân. Và cũng có người chết tai nạn trên đường, có người chết sông đắm đò, có người chết cây đổ đá đè, núi sạt, có người thì chết rắn cắn hổ vồ, sét đánh. Đại chúng thấy không? Chết bom, chết đạn, rất nhiều kiểu chết, không ai biết được. Cho nên người ta gọi là sinh thì hữu hạn, tử bất kỳ. Riêng cái chết đấy quả thật là không biết được, nhất là với cái con mắt phàm phu của chúng ta thì không thể biết được mình chết thế nào. Bậc Thánh họ biết được, họ sẽ trả nghiệp cái ngày cuối cùng thế nào, còn phàm phu chúng ta thì không biết. Cho nên mới nói là tử bất kỳ, không biết lúc nào, chết trong hình thái nào không biết, nghe không? Có được chết an lành không? Cho nên có quyển sách họ nói là sinh là sao? Gọi là sống hạnh phúc, chết bình an đó. Còn một tác giả người Tây Tạng, họ viết là sống, khi sống làm sao chúng ta được hạnh phúc, mà lúc chết là chết bình an, an lành. Cái đó là cái điều rất là quý, thưa đại chúng. Người ta gọi là chết thật an. Cái chết mà chết nó trông nó không an lành, rất là khổ, đúng không? Thế thì ở đây con chó của bạn ấy cũng thế, cũng nằm trong cái quy luật của sinh tử vô thường, đúng không? Đó. Tất cả đều phải chết thôi, phải nhận thức được điều này. Thế và chúng ta sống với người, sống với vật, chúng ta cũng đều có cái tình cả, đúng không? Thưa đại chúng, cũng ít ai là không sinh ra cái tình này lắm. Sống với nhau thì dễ sinh ra cái tình, và sống sinh tình đó. Nhất là những cái con vật mà con thú cưng á, như con chó, con mèo, con ngựa, những con thú nhà mình nuôi, thú cưng ấy, rất là nhiều khi còn có tình, nó còn hơn cả người ấy, thưa đại chúng. Thầy vẫn hay nói vui ấy, tại sao mình lại thương con chó, thương con mèo, có khi còn hơn cả người thân của mình. Tại vì con chó, con mèo nó không biết cãi, nó không biết trợn mắt, nó nhìn mình, có phải không? Nó không biết nói sóc, nói xỉa mình. Chứ còn người thân của mình ấy, nhiều khi là trợn mắt cãi nhau mình, còn vu oan giáo họa cho mình nhiều chuyện. Thế cho nên mình là đối với người nhiều khi không thương được bằng con vật. Đấy, cái tâm lý đó, chúng ta nhiều khi là thế, thương con vật nhiều hơn. Như con chó thì mình có làm gì nó vẫn vẫy đuôi, nó vẫn mừng,
mắng nó, đánh nó cũng vẫn không bỏ nhà đi, phải không? Thế nhưng mà thử là người thân mình xem, mắng nó, đánh nó, phải không? Còn cãi lại mà không xong thì nó bỏ nhà đi, làm khổ mình. Đó, thế cho nên cái tâm lý ấy, nuôi thú cưng thì chúng ta cũng thường rất là thương thú cưng. Và nó cũng là cái tình cảm rất tự nhiên thôi. Nhất là những cái con vật này. Ngày xưa người ta có câu là khuyển mã chi tình, chó ngựa là hai cái loài nó rất là tình cảm với con người. Chúng ta nhớ cái con ngựa mà Kiền Trắc ấy, Thái tử Tất Đạt Đa khi mà Ngài cưỡi con ngựa Kiền Trắc để rời cung thành đi xuất gia đấy. Mà khi Ngài vừa xuống khỏi con ngựa và cắt cái mái tóc của mình và xả cái bộ áo hoàng bào Thái tử ra và Ngài mặc cái áo của người tu sĩ vào, thì sau khi Ngài xong cái việc ấy, Ngài bước chân đi thì con ngựa nó ngã ra và nó cũng từ trần luôn. Đấy. Nhưng do cái công đức của con ngựa ấy, nó được sinh lên làm một vị chư thiên, một vị thiên tử, thưa đại chúng. Cái con ngựa nó rất là trung thành với chủ. Con chó cũng thế, nghe không? Mới gọi khuyển mã chi tình. Đấy. Thế mà đại chúng biết, ấy, Đức Phật của chúng ta thì đối với những cái tình cảm này này, Ngài cũng rất là trân trọng. Ngài không phải bảo chúng ta là dứt bỏ hết cái tình cảm này. Nhưng mà Ngài ấy, Ngài nói là cái tình cảm đó phải được soi sáng và nên chuyển hóa nó lên cái tầm cao hơn để giúp cho chúng ta đi đến giải thoát khổ đau. Chứ còn cái tình này này, những cái tình yêu thương này này, thưa đại chúng, cái tình cảm thế gian này này, nhớ, tình yêu thương thì nó vẫn nằm trong cái chữ ái của đạo Phật chúng ta. Nó nằm trong chữ ái đấy. Đấy. Mà ái cũng là dây dạ dẫn dắt chúng sinh đi trong sinh tử luân hồi, thưa đại chúng. Ái là gì? Ái tức là yêu mến, là luyến tiếc, là dính mắc, là chấp trước đấy. Đấy không? Nam nữ yêu nhau cũng là ái, phải không? Cha mẹ yêu con cái cũng vẫn là ái, con cái yêu cha mẹ cũng là ái, bạn bè yêu thương nhau cũng vẫn nằm trong chữ ái này cả. Rồi chúng ta đối ái người, rồi ái vật, ái tiền tài đều vẫn là chữ ái hết đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế cho nên ấy, trong kinh mới nói là ái dục và vô minh ấy, là cha là mẹ sinh ra tất cả chúng sinh. Đấy. Vô minh và ái dục là cha là mẹ sinh ra chúng sinh. Nó tạo ra chúng sinh ở trong cái lục đạo luân hồi này. Đấy. Thì trong cái vòng xích 12 nhân duyên ấy, thì cái ái và cái thủ ấy, là hai cái mắt xích có thể dễ đoạn trừ nhất, còn những cái khác rất là khó. Và tự nhiên chúng ta đoạn trừ ngay vô minh không đoạn được, và đoạn trừ hành thức cũng không phải đoạn trừ được, rồi danh sắc lục nhập không đoạn trừ được, xúc không đoạn trừ được, cái thọ cũng không đoạn trừ được. Bắt đầu từ cái ái này này. Đấy, thưa đại chúng, từ ái và từ cái thủ. Ái xong rồi chấp trước, yêu mến thích thú rồi thì bắt đầu chấp thủ, nắm giữ là thủ đấy, thưa đại chúng. Thì chúng ta từ cái chỗ này chúng ta mới có thể đoạn được. Thế còn thì ở đây để Thầy đang phân tích cho bạn Nguyễn Hà này, bạn thấy được là cái tình cảm đó đối với Phật giáo chúng ta thì cũng không phủ nhận nó. Nó là cái rất là tự nhiên trong đời con người. Nhưng mà đối với Phật giáo thì cái tình cảm đó nên được soi sáng. Ở thế gian thì chúng ta sống với nhau phải có tình. Và cái tình này đối với thế gian là tốt. Người sống mà không biết yêu thương, không thương người, không thương vật thì mình cho là người ấy không tốt. Cho nên đối với thế gian thì cái tình này nó vẫn là thiện pháp, nó vẫn là tốt. Nhưng mà đối với Phật Pháp chúng ta thì biết cái ái này nó vẫn, cái tình này nó vẫn thuộc về ái và nó trói buộc chúng ta trong luân hồi sinh tử đấy. Và rất nhiều câu chuyện trong Phật Pháp kể cho chúng ta thấy rất là rõ cái ái này dẫn chúng ta khổ. Và có câu chuyện là một cô gái rất là xinh đẹp. Đến khi cô ấy chết, thần thức cô thoát ra, cô thấy cái thân thể của cô quá đẹp luôn. Nó đẹp thế này mà cô còn trẻ, cô chết mà. Do cô ái luyến cái thân của cô, mà ngay sau đó thì thần thức đọa luôn, biến thành một con giòi ở trong lỗ mũi của cô luôn. Con giòi nó cứ chui qua chui lại, nó ngắm cái mặt của nó. Đấy, về sau thì có một vị thánh đang đi qua, thì cái anh chồng của cô gái đó cứ đứng ở khóc. Thì vị thánh tăng này mới nói là vợ của ông đã biến thành cái con giòi cái rồi đấy. Đấy.
Và sau đó thì Ngài mới thuyết pháp cho con giòi, chú nguyện cho nó, nó chết. Đó. Lúc đó thì anh chồng mới hiểu được cái vấn đề. Đấy thì đấy là cái tâm ái, ái cái thân này. Cái thân này nó đẹp đẽ quá, luyến ái, tiếc nó. Rồi câu chuyện một cái ông lão, ông ấy trước khi chết, ông chôn hũ vàng, ông không nói được với ai. Đó. Và sau khi đó chết là cái ông còn tiếc cái hũ vàng, cho nên ông tái sinh trở lại làm con chó trong nhà. Con chó đấy nó cứ ra nó canh giữ cái chỗ chôn hũ vàng đấy, thưa đại chúng. Và sau đó thì Đức Phật đi khất thực qua nhà đấy. Con chó nó sủa và Đức Phật mới quở nó. Biết là nó được Đức Phật quở, nó hiểu được ra. Và sau đó nó bỏ ăn, nó chết. Thế rồi anh con trai của anh chủ nhà đấy mới đến mới nói Phật. Thì Phật nói con chó đấy chính là bố anh ngày xưa đấy. Trước khi chết đấy, còn tiếc cái hũ vàng, không nói được cho anh, cho nên đầu thai là con chó đấy. Thì anh về anh xem đúng cái chỗ mà con chó nó vẫn nằm hàng ngày đấy, anh đào lên đúng là hũ vàng. Đấy cũng là cái tâm ái đấy, thưa đại chúng. Ái luyến, luyến tiếc. Trong nhà thiền có câu chuyện, có một vị sư cũng già rồi, là sư đó, nhưng chắc cụ này cũng không tu, nhưng mà không hiểu pháp nhiều. Thì cụ có trồng một cái khóm mía rất là đẹp, nó lên đẹp lắm, mập mạp, mà mía ăn ngon. Và cụ ngày nào cũng ra cụ tưới tắm cái khóm mía này, thích lắm. Và này chúng biết sau khi đó cụ mất ấy, do cái tâm ái luyến yêu thích cái khóm mía mà cụ ấy đọa sinh luôn làm con sâu mía ở trong cái bụi mía đấy. Đấy, về sau thì một vị thánh tăng đến rồi mới biết, nói là thầy ông á, nói với các đệ tử của cái cụ này là thầy ông đang làm con sâu ở trong khóm mía đấy. Mọi người mới lại chẻ cây, chặt cây mía ra, mới lấy được con sâu ra, cụ chú nguyện cho nó bỏ cái thân con sâu đó. Thế lại chúng nha. Thế rồi thời Đức Phật thế, có bà lão, bà rất là thích đông con nhiều cháu. Thế hôm ấy bà có một đứa cháu nó chết, bà đau khổ quá, bà mới đến khóc lóc với Phật, con đau khổ quá. Thế thì Đức Phật nói, thế bây giờ thì bà rất đau khổ, nhưng bà có thích đông con nhiều cháu không? Nếu cả thành phố này là con cháu của bà thì sao? Bà bảo con vẫn thích, cả thành phố này là con cháu của con, đầy con cháu con vẫn thích. Thì Đức Phật nói, nhưng mà đấy, thì cả thành phố này những đứa con cháu đấy rồi nó cũng sẽ chết, thì bà sẽ khổ lên nhiều, càng đông thì càng khổ. Một đứa nó chết bà đã khổ thế này, mà cả cái thành phố này là con cháu bà rồi, chúng nó cũng sẽ chết. Đứa gặp tai nạn này tai nạn kia nó chết thì bà có phải khổ nhiều không? Đó, thì bà mới giác ngộ ra, nghe không? Thế cho nên chúng ta mới thấy là chúng ta thường khổ chính vì cái tâm ái luyến này. Mà chúng ta ái luyến vì những cái đấy là của ta, là những cái mà là ta, là của ta, chúng ta thích thú chấp trước vào đó, phải không? Đấy, là như vậy cái tâm ái này. Đành rằng nói ở đời là sống phải có nghĩa có tình, phải không? Và cái tình nghĩa này đối với người thế gian, đối với trong pháp của Phật thì cũng gọi nó là thiện pháp, thưa đại chúng. Thế nhưng mà chúng ta phải học Phật pháp để soi sáng cái thứ tình này, phải không? Người có trí tuệ thì nghe có vẻ hơi lạnh lùng, và thế nhưng mà cái trí tuệ này mà khi soi sáng cho cái tình cảm này, nó sẽ chuyển hóa cái tình đấy thành một cái tình cảm khác. Đó chính là từ bi, thưa đại chúng. Từ bi cũng là một thứ tình, nó cũng từ cái tình thương yêu này này, nhưng mà nó được soi sáng bởi ánh sáng trí tuệ thì nó sẽ được chuyển hóa thành từ bi. Cho nên những cái người mà trước đó nhiều tình ấy, ái luyến nhiều, mà khi mà giác ngộ thì lại thành cái người cái tâm từ bi rất là mãnh liệt. Là như vậy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái tâm ái, cái thứ tình này mà được soi sáng, được trí tuệ soi sáng rồi, nó tự nó chuyển hóa, nó sẽ thành cái tâm từ bi, nghe không? Và từ bi thì nó, cái tình mà từ bi này thì nó không có cái sự chiếm hữu ở trong đấy, nó không có cái sự trói buộc ở trong đấy. Còn cái ái của chúng ta thì nó có trói buộc, nó có chiếm hữu. Nào, trong cái ái bao giờ cũng có trói buộc, có chiếm hữu trong đấy. Cho nên khi mà ái mà không được thì sinh ra khổ, đại chúng thấy không? Đấy. Ái mà không thỏa mãn thì lại khổ. Đó. Mình mà yêu người kia mà người kia không yêu lại mình là mình khổ. Đó. Cái vật mà mình ưa thích nhưng mà nó bị hỏng, nó bị vỡ đi ta cũng thấy khổ, nó mất đi ta thấy khổ.
tại vì ta trói buộc với nó rồi. Đó, thế cho nên ấy, thì Đức Phật mới dạy là người mà biết ấy, hiểu biết thì phải nhận rõ cái này. Ái nó vẫn là cái khổ, tuy nó là thiện pháp của thế gian, cái tình này này, sống có nghĩa tình là tốt, nhưng mà lại phải được soi sáng bằng trí tuệ để chuyển hóa nó. Đấy, cho nên Đức Phật, chúng ta biết Đức Phật là gì? Là đại từ bi. Cho nói Đức Phật là tình cảm là lai láng, nhưng mà tình của Ngài không giống tình của chúng ta. Đó, Ngài từ bi tất cả chúng sinh luôn, nhưng mà Ngài lại không bị dính mắc vào ai, Ngài không bị trói buộc với ai, Ngài không khổ. Còn chúng ta có một chút tình với ai, chúng ta cũng khổ với cái đấy, phải không? Có một chút tình, vương một chút tình với ai là khổ với cái đấy. Giống như Thúy Kiều ấy, bảo vương tình với Kim Trọng, tức là cũng cứ khổ sở thôi. Kim Trọng cũng thế, phải không? Thất tình là khổ vô cùng. Và đó, thì chúng ta biết thì ở đây cũng thế nhé. Vậy với trường hợp của bạn Nguyễn Hà này, phải không? Thì cũng thế. Và đối với con chó nhỏ này, thì cái chuyện bạn yêu thương con vật nuôi ấy, thì nó cũng là cái tình cảm tốt thôi. Đức Phật thì cũng dạy ấy, sống ở cái thế gian tương đối này thì chúng ta phải biết yêu thương, sống có nhân nghĩa, và biết quan tâm mọi người, đối với kẻ ăn người ở, kẻ dưới người trên.